dây xong cái bốn cái vị môn á, bắt đầu mình đi tìm cái điểm tắt, bắt đầu mình bôi cái lớp dầu ha. Ở đây cái điểm phía kia hai bên cột sống ra, bắt đầu là gì, mình dây từ từ. Khi mà nhìn bằng mắt á, mình sẽ thấy nè, bên đây nó căng nè, bên đây nó mất thịt ha, sờ vô nó lõm luôn. Thì thành thử ra là anh đi lúc nào cũng sẽ nghiêng bên đây, tại bên đây cái cơ nó không có còn nữa, nó bị tắc đâu đây nè, thành thử ra máu nó không có tới, cái cơ nó sụp luôn, nó không có còn cơ nữa, cho nên anh đi cái nghiêng. Nhưng mà các chị dò dọc theo cột sống á, lên tới phía trên này nè, các chị sẽ thấy đó, ngay chỗ này nó có điểm tắc nè, và cái cột sống ở đây của anh bị cong ngang qua ha, chỗ này nó cong ngang qua, nó đẩy lên, anh bị cong cái cột sống đoạn này, cho nên đẩy tới đây các chị thấy tắc cái anh đau, đúng không? À, cái gì cứ nghe hít hà, mình đi rất là từ từ, mình đi rất là từ từ. Ở đây nó cũng có một cục nè, à, đây, cái gì sờ sờ thử, thấy đây thử, đây, đó thấy không? Đó, ông ấy già hàng cả đó, à, đó thấy không? Đúng rồi, cái cục tắc đó. Nó dắp bổ gà, nó dắp nguyên cái cục này nè. Thành thử ra chính là nó tắt cái này, thành thử là máu nó không ra đây, thành thử nó không có cung cấp máu cho cái dàn cơ này, dàn cơ này rồi mất đi, thì bắt đầu cái khung xương nó từ từ nó nghiêng, à không có gì nó giữ. À, và chúng ta làm tan cái điểm tắt bằng cách sau đây, à, chúng ta để ngay đúng ngay cái cục đó, mình sờ đúng cái cục này rồi, ấn vô, để 1, 2, 3, 4, 5, nhả ra. Cứ mỗi lần mình ấn như vậy á thì mình chặn cái mạch máu lại, xong rồi mình buông ra cái mạch máu nó phun tới, thì mình dùng tay mình hút nhẹ cho nó tan đi luôn đó. Đúng là nó tan cái này đi thì ở đầu cái đường máu nó phục hồi lại, để đây nó sinh cơ ra, cơ ở đầu nó nở trở lại, thì lúc này sao, bắt đầu từ từ nó cân, nó phải có cái điểm để nó gì, nó giữ cái cột sống lại. Cho nên cái này làm rất là lâu nha. Cái điểm này tắt lâu lắm. Ngay chỗ này. Rồi cái điểm thứ hai nữa, khi mà vuốt lên trên đây nè, tắt ở trên đây thêm một điểm nữa. Các chị cứ đi từ từ á, các chị thấy nó dấp như cổ gà nó nổi lên nguyên cái cục luôn. Đó, các chị thấy không? Đó, ngay chỗ này nè. Ngay chỗ này. Để thấu người. Từ từ từ, xe đang đi tự nhiên đưa cái ba ra ra đó. Nó sụp cái gì đó đó, thì ngay cái điểm này mình cũng là dễ dẫn tắt hai điểm, một điểm ở dưới đây, một điểm ở trên đây, nhưng mà đây là nó làm cho cong cái cột sống luôn chỗ này, để dùng hai cái ngón tay đẩy đó, à, chứ phải một tay đó, để như này đó, đúng chưa, mình giống như nặng mụn vậy đó, đẩy từ từ. Giả sử họ nhiều cục á thì mình chỉ giải quyết chừng vài cục một ngày thôi, không thầy? Đúng rồi, mình phải làm rất từ từ. Ừ. Có nhiều người mà anh chị thấy nó làm bụp 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 luôn. Đúng rồi, nhiều lắm. Rồi, đẩy. Đúng. Cái này phải làm rất chậm, rất từ từ luôn. À, các anh chị phải miết cho nó tan đi luôn. Nhưng mà cái này mình làm mỗi ngày từ từ nó mất đi. Thường mình làm xong á, do mình anh này anh để một chục năm rồi, thì thường là khoảng sau 1-2 ngày nó lại có lại, nhưng mà mình làm mỗi ngày là gì, nó tan đi luôn, tan lúc nào biết, thì sau khi tan đi là bắt đầu là dễ phục hồi được cái cột sống. Và đặc biệt nhất là các chị nhớ nè, phải chườm đá, nhất là mấy cái cục này nè, sau khi làm xong các chị chườm đá, tại sao cái nóng á nó làm tan đi nhưng đặc biệt cái chỗ nào mà nó căng cứng, ví dụ như có những bên các chị sờ nó cứng nguyên cái cục thành luôn vào luôn, thì luôn mình phải chườm đá lại, chườm vào đấy luôn, chườm đó, mình phải chườm ngay cái đá lạnh, cái cục mà to mà sưng như vậy đó, chườm vô cái sừng hồi nữa các chị thấy nó mềm. Cái này đưa nói chưa? Rồi. Trong cái trường hợp mà bị cái những cái vết này đó, thì mọi người nãy là kia nói không biết có nói thì kỹ chưa? Bây giờ là thứ nhất á là chúng ta bôi dầu dừa, à, rồi thứ hai là chúng ta dùng cái phần ở đây nè, dùng cái phần chỗ này. Là chúng ta đặt cái tay, ta làm từ bên một ra cái tay, một tay là ta chặn ở ở cái cổ tay này và ta lướt nè, mọi người thấy chưa? Đây nè,
Nguyên này. cái lướt của mình á, mọi người á là tưởng là mình có xích, không phải, mình không có cần xích cũng được đó. Mà là tại sao vậy? Vì mình để đây nè, cái người mình đè xuống này, mình đi theo nè, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Tới đây nè, vòng nè, nè, đó vòng quanh, thấy chưa? Cái đó là mình làm đẩy như vậy từ 3 tới 5 cái, ha. Thì khi mà mình đẩy đều vậy á, là mình đã vô tình làm mềm cái chỗ này hết rồi. Ha. Cái thứ hai là khi mà mình dùng cái ngón hai tay á, hai ngón á là ngón trước ngón sau nè, mọi người đẩy cho tôi coi nè. Mà đẩy á là mình phải dùng cái dầu dừa mình bôi. Ha. Thì mình khi mình đẩy á vô mà mình tìm được mà cái chỗ đau rồi đó. Ha. Thì khi mà điểm đau này không nè, không đau này nè. Tao thì mình đẩy cái cơ nè, thấy cơ liền nè. Mọi người lại đây chỉ nè. Đây nè, lại đây. Thấy không? Đây nè, đèn cái cơ nè. Nhìn nè. Nè thấy cái thử coi. Để bằng cái ngón cái này nè, là thấy liền nè. Thấy cơ không? Thấy không? Ấn vô ông tao liền, thấy không? Thấy không? Thì cái cơ đó là khi mình đụng thấy rồi thì mọi người nhìn cái cách tôi làm nè. Ngón này đẩy nè, đặt nè, đẩy nè, đẩy nè. Thấy chưa? Đẩy hai cái ngón liên tục nha nè. Thì như vậy á là cái cơ nó mềm liền. Thì giờ mình rờ đẩy lại giờ mất cái cơ nè. Đẩy đi, đẩy lại coi. Đẩy giờ mất cái cơ rồi nè. Thấy chưa? Thấy không? Thì mất cái là không bớt là bớt ra đau liền. Thấy chưa? Rồi cái đó là làm đây rồi làm ở đây. Rồi sau đó là cái gì nè. Đá đó là đá lạnh đó là dùng khi trường hợp nào. Thấy không? Trường hợp là đau cấp. Đau cấp tức là nó đau, nó dở tay không nổi. Thì mình thường thường là đối với những người nào và mình thấy có dấu hiệu sưng. Một là sưng, hai là nóng, ba là đỏ, bốn là đau. Thì ta mới dùng cái lạnh. Và ở những người nào bị cái đó, những người mà đàn ông, thường là đàn ông lớn tuổi bị gút, tức là axit uric nó tăng lên thì nó làm sưng đau cái này. Mình có sữa làm cái gì nó cũng hết, thì lúc đó phải dùng cái lạnh. Thì dùng lạnh xong ấy thì mình đặt trực tiếp lên cái chỗ sưng đau đó. Thì khi sưng đau đó nó hết rồi thì bắt đầu mình dùng đá nóng massage sao. Nhưng mình nhớ là khi mà mình làm những cái trường hợp này, mình điều trị mà muốn cho nó kết quả mà thực sự á, thì bắt buộc là cái người mình hỏi cái lịch sử người này là gì. Uống rượu rồi ăn thịt rồi này nọ cái thứ, mình nói thôi Kim nhìn đó buổi sáng uống nước lọc, hút không khí, rồi làm những cái phương pháp của mình thì cái bệnh nó sẽ khỏi mà không cần phải dùng thuốc. Đồng ý chưa? Đấy, rồi tôi nói vài sơ vậy thôi. Các thầy nhớ nè. Hút đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.